thì mình sẽ cho bắt vào đây cỡ một cái chanh nha các bạn. Dùng cái lược và lược hết cái phần hột bạn. Tại vì khi các bạn làm gỏi thì cái độ chua nó phải tăng lên. Chắc hết rồi thì các bạn trộn đều luôn. Và trộn cho nó tan hết cái miếng đường hồi nãy mình bỏ vô đó các bạn. Rồi nhìn rau muống có còn xanh nè. Thì bây giờ mình cho hành phi vô nha. Hành phi thì các bạn cho vào đây một nửa thôi, còn nửa tí xíu mình sẽ cắt lên trên cái phần mặt sau. Đậu phụng cũng vậy, các bạn cũng cho vào đây phân nửa. Đậu thơm thì mình cho hết nha. Rồi các bạn trộn lên lần nữa. Cái này hôm nay mình trộn hơi nhiều nè các bạn. Rồi thì bây giờ các bạn trộn rồi xong rồi, nó đều rồi. Giờ đó vừa ăn nè. Nếu các bạn nào nhà ăn chua ngọt thì mình chỉnh ngay từ đầu nha. Bây giờ mình sẽ cho một cái dĩa và xếp ra hết cái phần tôm xong rồi mình sẽ trang trí cái phần rau chính giữa nha các bạn. Như này nè. Còn phần tôm á thì các bạn sẽ xếp xung quanh nha. Bây giờ mình cứ xếp hết cho nó đều hết cái phần tôm đi nha các bạn. Trên và mà còn một ít hành phi nữa các bạn, mình sẽ cho lên luôn nha. Và mình cho một ít đậu phộng lên trên. Đậu phộng thì bạn nào thích thì đập dập dập ra, còn nói chung có tính mình không có thích đập á. Bây giờ mình sẽ sắc lên trên một hai trái ớt nữa để cho nó đẹp nha các bạn. Để các bạn cắt hết hai trái ớt luôn nha.